bây giờ thì anh sẽ vào và công khai cái phần là tài chính của nhà em một chút nhé. Và ở đây thì cũng đặc biệt rằng là được chị Trần Đỗ Giáng My là mạnh thường quân chính, ngày 6 tháng 7 thì cô Thí Phạm ở bên Mỹ là gửi là 400.000 đồng. Ngày 11 tháng 7 thì là bác Hồng ở Đồng Nai là 200.000, và 200.000 cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại là 100.000. Ngày 14 tháng 7 thì có chị Trúc Ly ở Cần Thơ là gửi 5 triệu đồng. Ngày 15 tháng 7 thì có cô Thúy ở Sài Gòn 1 triệu đồng. Ngày 18 tháng 7 thì có chị Trần Đỗ Giáng My. Và tổng số tiền mà cháu Lực nhận được là 40.160.000 đồng các bác nhá. Tổng cái số tiền mà cháu Lực đã chi đi là 40.520.000 đồng. Ở đây thì còn âm là 360.000. Đấy thì cái khoản âm này thì trong thời gian vừa rồi cháu Lực bán hàng ở trên kênh ấy, thì bán hàng trên kênh các bác cũng ủng hộ thì cháu Lực sẽ trích cái tiền đấy ra để mà cảm ơn nhỉ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác anh chị, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi lên nhà của em Cương các bác. Trong khoảng thời gian vừa rồi thì các bác cũng đã theo dõi được những thước phim mà cháu Lực đăng tải lên thì cũng đã biết rằng là nhà em Cương thì cũng đã hoàn thiện xong và tân gia thì cũng đã xong rồi. Đây còn về cái phần tài chính ấy, thì hôm đấy cháu Lực định là hôm sau tân gia là sẽ lên công khai tài chính luôn. Nhưng mà hôm đấy thì em Cương cũng có bảo là em ấy đi làm luôn rồi, thành ra là cháu Lực chưa có thể lên công khai được. Đấy bây giờ thì cũng gần cái Tết Nguyên Đán rồi cho nên là em Cương cũng đã về nhà và cháu Lực cũng lên để mà hôm nay cháu Lực cũng lên để mà làm sao mà lên công khai cái tài chính của gia đình nhà em Cương của bác. Và hôm nay thì cháu Lực lên thì cháu Lực có mua thêm một con ngan nữa để mà một tí nữa có thể là ở lại sẽ ăn cơm cùng với lại hai bà cháu thêm một bữa nữa cô bác ạ. Đấy, cái chỗ này thì cũng rất là quen thuộc với các bác rồi. Mỗi lần mà cháu Lực đi ra đây thì cháu Lực đều là dừng xe ở đây và để xe ở đây. Tại vì là đi ra bên kia thì vẫn được rồi các bác, nhưng mà đường rất là trơn cho nên là không có thể mà đi được. Đấy, còn bây giờ thì xin mời tất cả các bác là cùng theo dõi hết video và cùng với cháu Lực đi vào nhà của em Cương một chút cô bác nhé. Trong khoảng thời gian vừa rồi thì cũng cũng khá lâu rồi cháu Lực chưa có lên nhà của em Cương được. Đấy, từ cái hôm tân gia đấy cô bác, hôm tân gia đến hôm nay thì cũng phải hơn chục hôm rồi. Đấy, đường đi mọi cái thì một con đường mà cũng phải nói là khi mà cháu Lực đi những hoàn cảnh nào thì cháu Lực đều là ghi hình
những con đường mà cháu được đi cả. Có những con đường đi hoàn cảnh thì đi đường nó rất là dễ dàng, còn có những con đường thì đi rất là khó khăn các bác. Nhưng mà không vì thế thì cháu được ngại ngùng và cháu được không có muốn đến cả những hoàn cảnh nào mà cực kỳ nghèo, mà cực kỳ ở vùng sâu vùng xa, nơi mà con đường mà khó đi nhất, cháu được sẽ tìm vào đấy để mà chia sẻ. Hay ở đây thì cháu được cũng nhìn thấy là bà con là trồng cái cỏ cỏ này này các bác này, cỏ này thì là hình như là hạt giống ở bên Trung Quốc, hạt giống ở bên Trung Quốc là được bà con là mua về để mà trồng. Đến là mùa đông thì cái giống cỏ này thì nó mới chịu được được. Ở đây thì cháu được cũng nhìn thấy là bà con là đi đi xe vào đây nhiều các bác, thành ra là con đường này tạo cho nó rất là trơn. Cái khu mà em Cương ở ấy các bác thì nó cũng cao gần bằng là cái chỗ nhà em Sử, cho nên là có sương mù rất là nhiều. Ở đằng sau cái dãy đồi bên kia là cái rừng già rồi, cho nên là như kiểu là bên này ở trên này thì nó sẽ lạnh hơn. Vào mùa đông thì ở trên vùng cao thì nếu mà đi ủng này thì nó sẽ thích hợp hơn cô bác. Ở đây thì cháu Lực cũng nhận được là giày một số cô bác gửi cho Lực. Thứ nhất là có bác Thảo Đố này, và thứ hai thì có bác Kim Hoàng này, thứ ba thì có hai chị Nguyễn Thúy gửi cho Lực cũng khá là nhiều giày đấy. Nhưng mà do là cái con đường này này cô bác này đi đi ở nó bùn bùn đấy các bác, có bùn nhiều quá thành ra là nó bám giày mình, đeo được một buổi nhưng mà về nhà mình giặt phải được tầm 3 ngày thì mới khô của bác ạ. Đấy, cho nên là cháu lực mũ ủng này đi thì nó sẽ tiện hơn. Đấy, vừa rồi thì cháu lực cũng đã điện cho em Cương và hỏi em Cương là hôm nay là ở nhà không, thì em Cương trả lời. Đấy, ở đây thì bà con cháu, cô bác ạ, bà con đi lấy cái mật ong về này cô bác này, về để mà để ở góc nhà. Đấy, để ở góc nhà bên này xong là cho ông là khắc tự đi mà kiếm mật về. Đấy, và cũng có một số cô bác khi mà nhận được mật của cháu Lực, của cháu Lực cô bác, thì vào mùa đông hiện tại thì ở trên vùng cao này nó mật nó sẽ hơi đặc đặc, nó sẽ hơi kiểu kiểu như là nó bị co lại cô bác, nó bị co lại ấy. Thì ở đây cháu Lực cũng sẽ đính chính luôn là nó không có phải là mật giả hay là mật như nào cả. Vào mùa này thì ở trên vùng cao thì nha, nó lạnh quá, bà con đi khai thác về thì nha là mật, cái chất lượng mật nó như thế. Còn nếu mà như như các ông bà cô bác mà nhận được mật vào cái mùa hè thì mật nó màu rất là đẹp. Và được nhìn thấy là trên kia có một nhà thì chắc là cũng đang sửa lại nhà sao ấy, mấy bào thì bào kêu úp sùm lên. Phải nói không khí mấy hôm nay đổ về của bác này có thể là rất là lạnh luôn. Ở đây thì hầu như những công việc mà bà con làm đấy thì hầu như là những công việc chân tay, cho nên là mùa đông thì cũng như mùa hè đấy, đi có một chút rồi các bác này cảm thấy là tay đôi tay là đói cả da rồi. Đấy, đi xe thì vẫn phải đeo găng tay rồi các bác nhá. Nếu mà đi xe mà không có đeo găng tay ấy, thì là đến đây là tay là cóng luôn đấy, còn không thể cầm đũa được mà ăn cơm ấy. Cái thửa này là thửa của nhà em Cương này, đây thì cũng được bà, đây là chắc là bà trồng 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 cái loại cây này các bác. Cái cây này thì cũng không phải dâu gì cả, cây này là cây mà thuốc để mà nhuộm vải ấy. Nhưng mà nếu mà cái cây này ăn nó cực kỳ là độc các bác ạ, nó y xì như kiểu lá ngón ấy. Cương thì hôm nọ cũng có đào một cái ao đấy các bác, bảo là thả mấy con cá nhưng mà cá thì bây giờ không biết là đi đâu, thấy toàn bèo với bèo luôn. Đấy, đập vào mắt cô bác là một cái ngôi nhà mà khang trang hơn một chút. Nếu mà cô bác anh chị nào theo dõi được tập đầu những cái thước phim mà cho được đăng tải lên thì ngôi nhà của Cương ấy chỉ là cái ngôi nhà mà phải nói là gần như là đổ rồi. Đấy, em Cương này là đi làm về thì cũng mua thêm cái tách này của bác này và để mà sửa sang lại cái ngôi nhà một chút. Cương ơi, nhà không em? Nhà bà có ở nhà không? Có à? Anh để con ngan đây đã nhở? Nhà anh để đây nhá. Đấy, phần dưới cái sàn nhà của em Cương thì có thể là để những cành củi hơi nhiều một chút cô bác. Lạnh quá nhờ. Đấy, một ngôi nhà thì bây giờ khá là kiên cố và chắc chắn thôi.
Anh là chào Cường nhá. Ồ, đang làm gì rồi giờ ấy? Đun nước à? À. Đấy, anh cho Cường là đeo một cái mic này. Đấy. Chào Cường, xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cường đã đi làm về lâu chưa Cường? Em về lâu rồi ạ. Về lâu rồi à? Vâng. À. Thế là đang là chuẩn bị là nấu cơm đấy nhỉ? Vâng ạ. Đấy. Ồ, là vẫn phải dùng cái bếp củi này một chút à? Vâng ạ. Không dùng cái bếp củi này thì khá là lạnh. Ồ, đây là thịt gì ấy? Thịt treo à? Thịt lúc nào làm tân tân ra à? Vâng ạ. Ờ. Bà thì đi đâu rồi? Đi hái rau ạ. Bà thì hái rau, đi đi tận đâu hái rau? Đi chỗ nọ mình bảy ngô á. À, chỗ nọ bẻ ngô à? Vâng. Ờ. À. Hôm nọ thì cái biển này có bác này, cháu Lực vẫn còn để trên này. Thế thì một tí nữa thì cháu Lực sẽ cùng em Cương là đóng cái biển này luôn và trao tặng cái ngôi nhà và sẽ công khai cái phần tài chính bán giao lại cái ngôi nhà cho em Cương với lại bà luôn. Tắt nó có nhân. Đâu à? Vâng. Là trên nhà em có trẻ à? Vâng ạ, có một À, tí. à. Thế thì đủ ăn hay là để đi bán nữa? Đồ ăn rồi ạ. Thì Cương thì hôm nọ khi mà làm tân gia xong ấy thì là em đi làm việc gì đấy? Em đi làm phụ hồ ạ. Làm phụ hồ à? Vâng. Thế thì một tháng hay là một ngày người ta trả cho bao tiền một ngày? Một ngày 220 ạ. Một ngày 220 à? Vâng ạ. Thế thì tháng cũng được hơn 6 tháng 7 triệu rồi. Vâng ạ. Tháng được 7 triệu thì trong mình có phải mất tiền ăn tiền uống không? Không ạ. Không à? Vâng ạ. Ừ. Thế thì về bây giờ thì bao giờ em mới lại đi làm? Chắc qua Tết em trồng ngô xong em mới đi ạ. Qua Tết là chồng mua mới đi à? Vâng ạ. Ừ. Nhưng mà qua Tết là mình hộ bà chồng hết xong mới đi à? Vâng ạ. Thế thì Xong em lại về nhà cây ruộng. cày ruộng Đi làm được một tháng. à, là thế là cứ đi làm. Thế thì em đi làm như này thì một tháng ấy, trong đó thì có phải chi thêm cái khoản nào nữa không? Em vào lái ngân hàng với là bây giờ qua Tết xong lại mua đạm cho Là ngô. để mua phân mua đạm để cho ngô đúng không? Vâng ạ. Thế đợt hôm nọ đi làm về thì có bị người ta lừa lọc gì không? Em không ạ. Không à, Vâng ạ. là người ta vẫn trả tiền cho mình đầy đủ đúng không? Vâng ạ. Thế nọ đi làm về thì được bao nhiêu tiền? Em được hơn 6 triệu ạ. Được hơn 6 triệu à? Vâng ạ. Thế được hơn 6 triệu này thì để ăn trước Tết hay là những qua Tết nữa? Em chắc Tết thì chắc tiêu hết rồi, không Tết thì còn tiêu nữa. hết à? Vâng ạ. Như Tết này, xong 6 triệu đấy thì gọi là để ăn Tết à? Vâng ạ. Để ăn Tết thì cũng vừa là nộp lãi ngân hàng à? Vâng. Em về xong em mua xi lại thì họ xây tường rào dưới này. À, lại thuê họ xây tường rào dưới kia à? Vâng ạ. À, trong khoảng thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng bên xã là kết hợp làm nhà cho em Cương rồi. Hiện tại thì ngôi nhà cũng đã xong rồi, cũng ngôi nhà mà gọi là đủ để mà che nắng che mưa rồi. Bây giờ thì không còn sợ là những cơn mưa về nữa rồi đúng không? Vâng ạ. Thế thì bây giờ mình dùng bếp như này thì sau này mình chả đen hết nhà. Em dùng qua thời tiết lạnh này thôi ạ. À, là qua mùa đông năm nay đúng không? Vâng, vâng ạ. À, thực sự ra để mà nói cô bác ạ, nếu mà trên vùng cao này không có nhà nào mà ngôi nhà nào mà không có một cái bếp củi như này thì thực sự ra vào trong nhà rất là lạnh. À, thế thì ở bên kia là chưa sửa xong ạ? À, nếu mà sửa xong thì trực viện chuyển Em, sang bên kia. vâng ạ. À, sửa xong thì chuyển sang bên kia đúng không? Vâng. Rồi, thế chứ không là sau này lại đen hết nhà đi ấy. Vâng. Đây thì chắc là cũng mới đâu nhở, hôm nọ làm tân gia thì còn chưa 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 làm đâu nhở. Chưa ạ. Lạnh quá bà bảo chuyển lên đây. Lạnh quá là bà bảo chuyển lên đây. Vâng ạ. À, Không nấu cơm ở dưới này. à. Thực sự ra thì bà thì cũng tuổi già sức yếu thôi các bác, cho nên là không thể chịu được lạnh một chút, chịu được lạnh cho nó lắm, cho nên là vẫn phải dùng cái bếp củi như này để mà sưởi ấm một chút. Thì qua mấy nữa đến qua hết Tết này này thì em Cường sẽ lại vận chuyển ra bên kia các bác nhé, chứ để tránh trường hợp mà một số bác nói rằng là cứ làm như này thì xong này lại đen hết ngôi nhà rồi. Đây, cột mọi cái thì rất là chắc chắn rồi. Thế thì bà thì tầm mấy giờ thì về đây? Chắc tầm 15 phút gì đấy về. 15 phút về à? Vâng ạ. À, thế thì 15 phút về thì em có đinh đinh luôn không? À, cho anh Đinh cũng có. cho anh gửi tặng cái biển này là cho em với lại cho bà một chút. Nước này có đun nhiều không? Tí để mình nấu cơm luôn. Có ạ. À.
Đấy, sàn nhà mọi cái thì cũng đã được làm mà khỏi nói là cũng cực kỳ mà kín đáo của bác ạ. Đấy, ở phần phía bên này cũng thế này, một cái màu mà màu gỗ cũng rất là đẹp. Đấy, bây giờ thì tranh thủ là sẽ cùng em Cương là trao tặng cái tấm biển này cho em Cương luôn các bác. Đấy, ở đây thì ở chỗ lực ghi là tập thể các nhà hảo tâm trên kênh YouTube Bản Em và Ủy ban Nhân dân xã Thu Tà trao tặng ngôi nhà hai bà cháu. Ở bên ngoài thì phải nói là không khí cực kỳ lạnh các bác ạ. Ôi, phải đâu mà đấy. Thế mà kia là anh trai nhà bác đúng không? Vâng ạ. Thế thì tí anh trai nhà bác qua đây cùng nấu cơm ăn cơm luôn. Tí gọi nhà bác ra đem cơm luôn. Đấy, mọi cái ở phần bên ngoài thì làm cũng rất là chắc chắn đâu các bác. Bậy cái làm như này thì gió không có lọt được vào ấy. Ở đây thì không biết là mấy anh em mình sẽ để vào. Anh theo anh ý là để ở bên góc này nhá. Để bên góc này một chút nhá. Em có đinh vào đây không? Để đánh cho anh, đóng cho anh 4 cái đinh vào đây. Để lên trên cao cao một chút, để trên này này. Đấy, đóng 2 cái đinh ở trên này thôi. Cái mất nhá. Thêm một cái đinh nữa bên này. Đấy, như vậy thì khi mà khách cửa là từ bên kia sang thì có thể là nhìn thấy luôn cô bác. Đấy, phải nói là trong thời gian qua thì đấy, như vậy là ok đúng không? Đấy, hầu như ở đây thì ngôi nhà nào mà cháu Lực đi thực hiện thì cháu Lực đều có cái biển mà làm mà như vậy luôn cô bác nhé. Đấy. À, như cánh cửa này thì cũng làm hoàn toàn là bằng gỗ hết thôi cô bác, nhưng mà rất là dày cô bác này, dày ở tầm 3 miếng cô bác, 3 bàn tay. Đấy, hiện tại vừa rồi thì hai anh em cũng đã đóng xong cái phần biển đấy rồi cô bác. Bà thì không biết là bao nhiêu lâu bà mới về. Đấy, thì có thể là bây giờ cháu Lực sẽ vào mà công khai cái phần tài chính luôn. Một tí nữa bà về thì sẽ nói bằng tiếng Nùng với lại bà sau. Bà thì không biết nói bằng tiếng phổ thông của bác. Thì bây giờ tí là vừa nói cắm cơm nhá. Cắm rồi. Cắm cơm đúng không? Vâng. Anh một chút. Nó này à? Nó này. Hey. Lát xuống khâu luôn. Mời bị ta. À là không khâu, mình mới lấy hốc bao chín à? Cường thì đang đi gọi hả? Nhà bác của bác, nhà bác quả tối nay sang nhà cơm cùng. Nhưng mà không biết là có. Ê, về chưa cơm à? Ra đây không? Tại vì là dưới nhà kia cũng đáng có, hình như là công việc ấy. Anh có sang không? Anh xuống nhà anh Đức ăn cơm. À, xuống nhà hàng xóm ăn cơm đúng không? Vâng. Thế thì anh với em là đi làm cùng một chỗ à? Vâng. À, thế là đấy là anh là gọi em đi làm cùng đúng không? Vâng. Đó. Thế bây giờ thì anh sẽ vào và công khai cái phần tài chính của nhà em một chút nhá. Đấy, ở đây thì trước khi mà anh lên chia sẻ cái hoàn cảnh của em ấy thì là cũng được biên xá là hỗ trợ là 40 triệu đúng không? Vâng. 40 triệu thì anh cũng đã bảo rằng là anh cũng sẽ làm sao mà chia sẻ với em, chia sẻ để em có đủ cái phần khoản là thêm 40 triệu nữa. Vâng. Để mà em không phải là đi vay mượn thêm. Vâng. Nhá. Đấy, còn bây giờ thì ở đây thì lúc mà anh mới nhận được là cái số tiền, cái tiền quý của em ấy thì là ngày mùng 6 tháng 7. Đấy, ngày mùng 6 tháng 7 năm 2023 là anh bắt đầu là anh nhận tiền của các bác mạnh thường quân. Đấy, và hết cái đến ngày 24 tháng 8 thì anh ngừng, anh không có nhận thêm nữa. Tại vì là cái số tiền đấy là đủ 40 triệu rồi, cho nên là anh không có nhận thêm nữa. Đấy, và ở đây thì cũng đặc biệt rằng là được chị Trần Đỗ Giáng My là mạnh thường quân chính ở trong cái ngôi nhà này các bác. Trước mà cháu Lực vừa mới lên chia sẻ đấy thì chị cũng có nói với cháu Lực rằng là bảo là cháu Lực cứ đi vào mà sửa cái ngôi nhà đi, còn thiếu như nào thì chị sẽ là người bù sau, bù thêm.
chị sẽ là người lo, gọi là lo hết là 40 triệu đấy. Nhưng mà rất là may là trong đó, trong khoảng thời gian mà cháu được Liên chia sẻ thì cũng được là các bác gửi thêm là hơn 20 triệu. Thì chị Giáng My có chuyển cho cháu Lực là 20 triệu thôi các bác đấy. Bây giờ thì cháu Lực xin được phép là thông qua danh sách Mạnh Thường Quân của nhà em Cương một chút cô bác nhé. Đấy, bây giờ thì em cùng anh lắng nghe nhé. Vâng. Trước khi đi vào nhà thì cháu Lực cũng đã công bố lên một lần rồi. Đấy, có lẽ hôm nay sẽ là cái hôm mà cuối cùng và buổi ghi hình cuối cùng có lực công khai tài chính của nhà em Cương cô bác. Đấy, về sau thì chắc chắn là cháu Lực vẫn sẽ lên và tiếp tục là thỉnh thoảng cháu Lực sẽ lên thăm hoàn cảnh của hai bà cháu. Đấy. Ngày 6 tháng 7 thì cô Thí Phạm ở bên Mỹ là gửi là 400.000 đồng. Ngày 11 tháng 7 thì là bác Hồng ở Đồng Nai là 200.000 và 200.000 cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại là 100.000. Ngày 14 tháng 7 thì có chị Trúc Ly ở Cần Thơ là gửi 5 triệu đồng. Ngày 15 tháng 7 thì có cô Thúy ở Sài Gòn 1 triệu đồng. Ngày 18 tháng 7 thì có chị Trần Đố Giáng My Hồng Kông là 10 triệu đồng. Ngày 23 tháng 7 thì có cô Thu gửi 1 triệu đồng. Ngày mùng 7 tháng 8 thì có bác Giang, có bà Giang ở bên Mỹ là gửi 2 triệu 300 ngàn đồng. Và trong đó thì bác có gửi riêng cho Lực là 1 triệu 260 nghìn đồng để làm cái tiền mà đổ xăng đi lại. Ngày 18 tháng 8 lại tiếp tục nhận được khoản của chị Trần Đố Giáng My ở Hồng Kông là 10 triệu đồng. Ngày mùng 10 tháng 8 thì có bà Duyên ở Úc là gửi 1 triệu. Ngày 18 tháng 8 thì có bác Quang ở Mỹ gửi là 2 triệu đồng. Và trong đó thì cháu Lực đã chi phần bác Quang này 2 triệu này, thì bác Quang có bảo cháu Lực là đi mua cho em Cương là một bao gạo rồi. Đấy, một bao gạo màu xanh hôm anh vác lên đấy là 800 ngàn. Và còn là 1 triệu 200 ngàn thì cháu Lực để vào quỹ làm nhà. Ngày 19 tháng 8 thì có bà Bảy ở Đồng Nai là gửi 500 nghìn đồng. Ngày 22 tháng 8 thì có bác Nguyễn Hải ở Mỹ gửi 2 triệu 360 nghìn. Ngày 23 tháng 8 thì có bác Xuân Vũ ở Úc là gửi 5 triệu đồng. Ngày 24 tháng 8 có chị Võ Thị Tố Nghĩa là gửi 200 ngàn. Đấy. Bà thì về rồi bác. Năng lên nào phê ạ. Này, này, năng lên nào phê ạ. Ừ, năng lên đấy. Đấy. Bà thì cũng vừa mới đến nhà luôn cô bác. Bây giờ thì nói chuyện với bà một chút đã. À, bây giờ thì cháu Lực công khai hết đã, rồi cháu Lực sẽ nói chuyện với lại bà thêm. Đấy. Và tổng số tiền mà cháu Lực nhận được là 40.160.000 đồng của bác nhá. Và ở đây thì một tí nữa cháu Lực về nhà cháu Lực sẽ làm một cái bảng để mà cháu Lực để lên trên góc màn hình để các bác cùng theo dõi của bác nhá. Và bây giờ thì đến cái khoản chi này của bác này. Ngày mùng 19 tháng 7 thì là cháu Lực đã chi là trả cho anh công thợ là 11 triệu là 500 ngàn trước. Ngày 22 tháng 7 thì đưa cho bác. Ngày 19 tháng 7 thì có ngày 19 tháng 7 thì là cháu Lực trả công thợ là 11 triệu 500 ngàn. Ngày 22 tháng 7 thì là đưa cho bà để mà trả tiền ngân hàng là 330 nghìn. Ngày 4 tháng 8 thì đưa cho bà là 500 nghìn để đi mua thức ăn để cho mấy anh em thợ. Ngày 3 tháng 8 là cháu Lực lên là mua 2 khay trứng lúc mà đang trong quá trình mà gỡ nhà ấy cô bác là 180 nghìn. Và ngày 6 tháng 8 thì là mua 6 khối cắt cộng với lại 2 khối sỏi là 2 triệu đồng. Và mua lên là 40 bao xi măng là 3 triệu 600 ngàn đồng. Ngày 9 tháng 8 thì mua thức ăn là 300 ngàn. Ngày 10 tháng 8 thì mua nước cho bà con gia hộ em Cương là 210 nghìn đồng. Ngày 12 tháng 8 thì là mua gỗ là 10 triệu đồng. Ngày mùng 10 tháng 9 thì là mua nước cho mấy anh em thợ trong quá trình làm đấy là 300 ngàn. Và ngày 20 tháng 9 thì là mua thức ăn cho anh em thợ là 500 ngàn. Ngày 21 tháng 9 mua thức ăn lên dựng nhà của em Cương là hết là 600 ngàn. Trả công thợ là đợt 2 là 10 triệu là 500 ngàn. Và cháu Lực đã chi đi là 40 triệu 500 là 20 nghìn đồng. Và ở đây thì còn âm là 360 nghìn. Đấy thì cái khoản âm này thì trong thời gian vừa rồi cháu Lực bán hàng ở trên kênh ấy, thì bán hàng trên kênh các bác cũng ủng hộ thì cháu Lực sẽ trích cái tiền đấy ra để mà bù lại cái số tiền âm này các bác.
Ở đây thì một tí nữa cháu Đức về thì cháu Đức sẽ là lại làm thêm một cái sổ để mà cháu Đức để trên cái góc màn hình, thì cô bác anh chị là cùng cháu Đức để mà xem cô bác nhé. Hay có những chỗ nào mà còn sai sót thì các bác sẽ bảo với cháu Đức nhiều hơn. Và đặc biệt là các khoản của các mạnh thường quân gửi cho cháu Đức ấy, chỗ nào mà sai sót ấy thì có thể là điện cho cháu Đức và cháu Đức sẽ sửa lại cô bác nhé. Hay có rất là nhiều khoản cho nên là cháu Đức sẽ có thể là hơi nhầm lẫn đi một chút đấy, nhưng mà ở đây phần công bố này cháu Lực cũng đã công khai lên rất là nhiều lần rồi, thì cũng chưa thấy các bác nào mà gọi điện cho Lực nói rằng là cái tiền của bác ít hơn hay là nhiều hơn, thì cũng chưa thấy các bác nào đấy. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã công khai xong cái phần tài chính của nhà em Cương rồi cô bác. Nên bây giờ thì nói chuyện với lại bà thêm một chút, thì mà với em Cương thêm một chút cô bác ạ. Em như Cương thì bây giờ ngôi nhà của em đã hoàn thiện rồi, thì em cảm thấy là em bớt đi cái gánh nặng chưa? Rồi à, trên khuôn mặt của em Cương này trước là bị ngã xe là bị nào nhỉ? Ngã xe là bị khâu mấy múi sao các bác? Khâu đúng ở trên môi này, khâu mấy múi rồi đấy? Khâu 2 múi à? Bà nói chim đâu mà nói bà nào? Thế đấy, nó Ông Park á? ừ. Bên nào bà nói nhỉ? Con tiến phá hôn rất tốt thế. Ồ, có lớp phải làm tiếng phóc làm em không? Hấp Đấy. bắn hơn. Hôm nọ thì bà bổ củi của bác, bổ củi thì mình phải đặt một cái đầu cao một cái đầu thấp, nhưng mà bổ xuống thì nó văng vào 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 cái mũi của mình, may là không có bị vỡ cái phần mũi này đấy bác. Cô bác ạ. Và trong thời gian vừa rồi thì cũng phải nói là cảm ơn các bác mạnh thường quân rất là nhiều đã đồng hành cùng cháu Lực để mà giúp cho em Cương là có hoàn cảnh mà đầu tiên cháu Lực đi cháu Lực giúp đỡ được đến hoàn thiện cái ngôi nhà rồi. Hay ở đây thì bên xá là 40 triệu và bên kênh của cháu Lực thì vừa rồi cháu Lực cũng đã công bố lên rồi đấy cô bác. Hay thì bên xá thì cháu Lực cũng đã gặp rồi. Đấy, nhưng mà ở đây thì công cách khá xá rất là xa cho nên là mấy anh em ở trên xá thì không có ra đây được. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã điện rồi. Các anh bảo là hôm nay các anh ấy đi họp ở dưới huyện hết, thành ra là không có ai để mà ra đây được, kể cả anh trưởng thôn cũng thế cô bác. Anh trưởng thôn thì làm thêm cái nghề tay trái, đang bảo là đi Bắc Hải là đi đâu ấy, thế là thành ra là không có lên đây được cùng với lại cháu Lực với lại em Cương với lại bà để mà ăn cơm. Như Cương thì bây giờ thì hoàn thiện xong rồi, không phải lo lắng rồi, chỉ cần nốt cái khoản ngân hàng của mình cho thôi thì là mình cũng xong hết rồi đúng không? Vâng ạ. Thế thì em bây giờ gửi một lời cảm ơn thật là đặc biệt tới cho các bác nhé. Vâng ạ. Con xin cảm ơn ông bà đã giúp đỡ hai bà cháu có ngày hôm nay có ngôi nhà để ở. Không đi ở nhờ nhà hàng xóm. Như Cương trước có chia sẻ với cháu Lực rằng ấy cô bác này, vào đến thời điểm đến mùa mưa ấy, thì là phải chạy trốn đi ra bên nhà bác để mà ở, chứ không là ở nhà dột rất là nhiều, sợ là ngôi nhà bị đổ rồi. Đấy, đến cái hôm mà gỡ nhà đi cô bác thì cô bác cũng đã nhìn thấy rằng là cái ngôi nhà mà gỡ ra thì không có còn gọi là nguyên vẹn cho bao nhiêu nữa, thành ra là em Cương với lại bà là phải đi ở nhờ. Thì bây giờ là không phải được đi ở nhờ là nhiều rồi nhỉ. Vâng ạ. Cương thì học đến lớp 7 nha. Vâng ạ. Đến lớp 7 thì em cũng đã bỏ học, thành ra là những cái lời ăn tiếng nói của em thì còn rất là chậm chạp và không có được linh hoạt năng động nhiều cô bác. Giờ thì em nói chuyện với bà một chút thì là sẽ, hai anh em là sẽ cũng sẽ đi nấu cơm rồi nhỉ. Vâng ạ. Hay hôm nay ấy. Thổ Văn này xin rồi nãy rồi Thổ Văn này à. Dạ, xin. Văn bây giờ họ cầm món này mà. Bố văn thì bóng tầng chắc phá là mình lòng bóng ấy cho cũng phải Lê Pong ở Vân Dô là đúng chủ tiệm thì thằng điên ta. ừ xin chủ chi thằng bạn hợp mắt thì cũng phải Có mát gì về nó ừ. bạn này nay hát khảo cầm khảo nóng cảm ơn Pong bò đây là cả với ra cả mà mấy bạn cả tập này là thằng đơn chính ấy chứ tàu ma chưa mà đây bạn này cả đấy là cả nó của ma mà nè. Bây giờ thì bà sẽ gửi một lời cảm ơn tới Cảm là ơn các bác. bác. Pháp lệ ẩn dân xin su bà đã dù cháu bằng tang nhỉ. Bác mà giúp hờ đấy thôi, lâu xì cháu thốn nhỉ. Nên ẩn dân đã dù một khó khăn.
chứ bác muốn mà giúp nâng bà nâng trộn ăn dân có vài nào thì cho cảm ơn nhỉ. Như Cường thì bà nói xong thì Cường có thể hộ anh phiên dịch được không? Cường có thể hộ anh phiên dịch cho tất cả các bác cùng nghe là vừa rồi thì bà đã nói những cái lời gì gửi tới các bác. Bà bảo là cảm ơn các bác, các ông rất là nhiều khi bà có nhà mới. Bà rất vui. Bà thì cũng chỉ biết được là nói những cái từ này thôi cô bác. Những cái từ này là những cái từ mà gọi là những cái lời mà tận trong và đáy lòng của bà là gửi tới cho các bác rất là nhiều rồi. Và trong thời gian qua thì Đức cũng thay mặt là em Cương với lại bà gửi một lời cảm ơn tới các bác, và đặc biệt là Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng cháu Lực để mà làm sao mà giúp đỡ cho em Cương có được đến ngày hôm nay. Hay bây giờ thì hai bà cháu thì có thể là yên tâm khi mà có những cái mùa mưa hay là mưa gió báo về thì yên tâm là trùm chăn kín đầu mà ngủ ở trong nhà rồi, không còn là những cái hạt mưa mà rơi từ trên máy tôn xuống vào mặt của mình hay là vào chỗ ngủ của mình, không còn phải là đang ngủ ngon phải thức dậy bởi những cái hạt mưa mà rơi từ trên mình, rơi từ trên mái tôn xuống cô bác, rơi từ trên mái ngói âm dương xuống cô bác. Như mưa nhiều quá thì có thể là như trước đây, nếu mà mưa nhiều quá ấy, thì là những cái mái âm dương thì có thể là lật là bị thổi bay luôn cô bác ạ. Hay bây giờ thì cháu Đức cũng xin cảm ơn các bác rất là nhiều, một lời cảm ơn cực kỳ mà tận, một lời cảm ơn từ trong thân tâm và đáy lòng của cháu Lực lên khi mà cháu Lực đi làm cái chương trình như thế này thì cũng được các bác Mạnh Thường Quân là đồng hành cùng để đến ngày hôm nay cũng gọi là đi trao niềm vui, cô bác đi trao niềm vui. Đấy. Còn là bây giờ thì nước thì đã sôi rồi, hai anh em mình vừa rồi thì anh có mua một con ngan lên, rồi hai anh em mình xuống mà mình mổ ngan nhé. Đấy, hôm nay thì cháu Lực cũng tự gọi là trích cái tiền ở trong cái bản thân của cháu Lực ra để mà mua các bác. Ở đây thì không phải là cháu Lực nói để mà khoe mé đâu. Đấy, thì có sao thì cháu Lực nói lên vậy thôi. Đấy, trong thời gian qua nếu mà các bác không có ủng hộ những cái gian hàng của cháu Lực thì cháu Lực cũng không có thêm những cái kinh phí để mà đổ xăng đi lại, hay là thêm những kinh phí mà khi mà đi đến những hoàn cảnh mới thì đi trích cái tiền đấy ra để mà gửi tặng cho tới cho hoàn cảnh đó. Thì bây giờ thì anh em mình đi mổ ngan nhá. Đi nãy ở Phát Cảng Man đấy. Sao đấy Cương? Con ngan này nhổ vịt lổ lông hơi khó nhỉ? Thế như Cương đi xuống bên lại xuống bên kia làm thì làm mấy giờ thì được nghỉ? Đây có đèn. Thế Cương ở dưới kia đi làm là thường thường là buổi sáng mấy giờ là dậy? 5:30. 5:30 là dậy à? Vâng. Là mấy giờ đi làm? 5:30 dậy 6 giờ hơn. 6 giờ hơn là đi làm à? Vâng. Thế đi làm thì trưa đến mấy giờ được nghỉ? 11 giờ ạ. 11 giờ được nghỉ. Ăn cơm cho nghỉ ngơi bao nhiêu tiếng? Đến 1:30 lại đi làm. Đến 1:30 lại đi làm à? Vâng ạ. Có hôm thì 5:30 nghỉ, có hôm 6 giờ. Thế làm này ăn uống thì người ta cho ăn uống cái gì? Trưa thì toàn thịt lợn, tối cũng thế. À, gọi là hôm nguyên thì cá. À. Cũng làm cho chủ không phải là gọi là như kiểu sợ quỳ tiền đâu chứ. Không ạ. Thì sợ rằng là em Cương em đi xuống cái làm của bác này thì bị người ta quỳ tiền thôi. Các em thì hầu như là ai ai điều đấy cũng rất là hiền. Cương thì bây giờ em ấy cũng lớn rồi, năm nay thì cũng đã được 18 tuổi thôi. Đấy, chuẩn bị đã được 18 tuổi thôi, cho nên là bây giờ cái phần khoản ngân hàng của Cương cô bác thì Cương là bây giờ là tự lo thôi. Thế bố của Cương thì có liên lạc lại về chút nào không? Có. Hả? Có. Có á? Vâng. Thế liên lạc về thì nói gì? Nếu mình đòi đến tiền thì gọi không nghe. Nếu mà em đòi đến tiền là gọi không nghe à? Vâng ạ. Còn nếu là nhưng mà không đòi đến tiền thì gọi về là thường nói gì? Nếu nói
với em thì nó tắt nhanh lắm. Nói với em là tắt nhanh à? Vâng. Thế em có bao giờ nói với bố em rằng là về trả lại khoản ngân hàng không? Nếu mình vừa bảo xong nó tắt máy. Nếu mà vừa bảo đến tiền là tắt luôn. Vâng. Như bố của Cương thì có biết là anh lên hỗ trợ Cương không? Có ạ. Có à? Vâng. Chắc là có lẽ là có khi là bố của Cương thì vẫn đang theo dõi các bác, theo dõi những cái thước phim mà cháu Đức đăng tải lên. Như Cương chia sẻ đấy là mỗi lần mà Cương đòi đến phần khoản ngân hàng thì là bố tắt luôn. Thế nhưng mà chỉ là gọi về thôi nhưng mà không có biết là bố ở đâu đúng không? Vâng ạ. Đấy, thế nhìn không? Bắp này giờ. Nhìn không? Liệu sau này bố Cương thì còn quay lại không? Em cũng không biết. Cũng không biết à? Vâng. Thế nhưng mà đã nghe tin là có nghe tin là lấy chồng hay là lấy vợ mới chưa? Làm cặp bồ ạ. Hả? Nó làm cặp bồ ạ. Làm cặp bồ á? Vâng. Là cũng nghe tin là làm cặp bồ á? Vâng. Thế là gọi là không phải là lấy vợ đâu đúng không? Vâng. À. Như là năm nay thì mới liên lạc được cho bố Cương hay chứ hay là mọi năm là đều liên lạc được? Bác vẫn liên lạc. À là chỉ mình bác thôi đúng không? À. Ngàn thì khá là to thành ra là phải thêm cái nồi mới của bác, thêm nước. Này chắc là bỏ nước cũ đi Cương ạ. Vâng. Bỏ nước cũ đi. Đấy rồi xong là đổ lại nước mới. Cường thì cũng rất là may mắn được hai bác ở gần cạnh cũng rất là thương yêu các bác, cho nên là mỗi lần mà có công việc gì ấy thì Cường là đều ra nhờ bác hết cả. Đấy, giờ em đổ vào đi. Chắc là lần này nữa thì được rồi. Có được không? Nó tí cầm đây. Em Cương thì mặc dù là tuổi còn nhỏ bác nhưng mà em cũng rất là biết suy nghĩ cho bà và suy nghĩ cho về cái con đường của mình chọn rồi. Cương đi làm thì chỉ có đi làm phụ hồ thôi. Thế thì theo em đi làm này thì giả tiền ngân hàng xong thì một tháng còn tiết kiệm được tiền không? Nếu mùa cấy thì em không để được. Một cái là không tiết kiệm được. Vâng. Tại vì là đến mùa cấy là mua phân lân phân đạm rất là nhiều đúng không? Vâng. Thuốc sâu. Bây giờ thì cũng yên tâm là đi làm rồi nhỉ? Vâng ạ. Như trước Cương có kể cho Lực cô bác này, là đi làm ấy thì là sợ rằng là bà ở nhà ấy, đêm ấy thì có những đợt mà đến mưa đến mùa báo ấy thì bà là đều không dám ngủ ở nhà cả. Sợ rằng là ngôi nhà sẽ bị sập. Đi làm, nếu mà đi làm thì thỉnh thoảng là vẫn phải điện cho bà nhá. Vâng ạ. Điện cho bà hỏi thăm sức khỏe về bà. Hay có chuyện gì thì còn biết về luôn. Bà Cương này vẫn còn rất là nhanh nhẹn các bác ạ. Rất là chăm chỉ làm việc. Hồi nhỏ mà Cương nhỏ thì bà chăm lo cho, bây giờ Cương lớn rồi thì Cương lại lo cho bà. Nhà trên này có rau răm không Cương? Có ạ. Có à? Vâng. Thế thì lấy rau răm để vào đây. Để lấy luộc hay lấy xào? Này á, à? Vâng. Này tí lấy luộc lên chứ. Nha. Vâng. Lấy luộc xong là lấy lòng xào với lại ở trên em thì có thêm rau gì nữa không? Tí rồi bà. Cương thì cũng mới về thành ra là không nắm rõ được là gia đình mình có rau gì ấy. Cũng mới đi làm về luôn.
Bà là ở nhà là một mình là khác lo mọi cái. Trâu, bò, lợn, gà là đủ thứ. Bây giờ thì hai anh em sẽ chế biến đó, làm lông đó cô bác, để một tí nữa sẽ được xé lên và ghi hình sau cô bác ạ. Bây giờ thì mấy anh em cũng chuẩn bị ăn cơm rồi các bác. Hôm nay thì có gồm có thịt ngan này, với lại thêm là rau đậu Hà Lan. Cả rau này là rau rau cải, với lại thêm lạc mà bà tự làm. Đây là bạn mua ở chợ hay là tự tự? Bà mua ở chợ. Mua ở chợ à? Vâng ạ. Mà chỉ khó lắm đấy. Bây giờ thì cũng khá là đói rồi các bác ạ. Lên từ chiều rồi, đến tối thì mấy anh em mới được ăn cơm. Bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời tất cả quý ông bà, cô chú anh chị là cùng gia đình ăn cơm của bác nhé. Đây là này. Mà bò. Mà chín là mượt được kìa. Mà chín rồi. Mà chín rồi này. Chị không rồi này. Ừ, mất. À, lao cứ quay xuống này, tao chín chín luôn. Cháu Cương xin mời ông bà ăn cơm cùng cháu ạ. Con ông bà ăn cơm cùng cháu ạ. Rồi, cơm đi. Cương thì có vẻ là khá là ngại ngùng. Nãy chị không nãy. Anh ăn cơm ạ. Cơm. Đấy, hôm nay thì thịt ngan là lấy xào quá. Đấy. Cương, lớn là tự gắp nhá. Đậu Hà Lan này là nhà cũng tự trồng được đúng không? Vâng. Vừa rồi là bà đi hái các bác ạ. Thôi mới chín lên đấy. Đây. Lớn này nhỏ quá nhỉ. Đây đây thì các bác ở bên nước ngoài thì cũng khuyên là ăn mì chính ăn ít thôi, nhưng mà là bà con ở trên vùng cao này hầu như là mì chính nó cũng cho khá là đậm đà một chút. Này có muối chưa? Được rồi, vừa rồi. Đây là nấm à? Vâng. Nấm này là mua ở chợ về à? Trước mua làm Tân Gia xong thừa. Còn rất thơm ấy. Không phải là thừa mà là còn dư. Đó. Cương ăn từng ăn nhé. Ba hào. Hôm nay thì nhà bác không ai ở nhà nhỉ? Đưa hộ nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm à? Vâng. Nhà hàng xóm mà làm mà cái gì? Làm mộ thời cũ ấy. Sửa lại mộ à? Vâng. Sửa lại mộ cho nên là cũng không có ai ở nhà cả các bác. Đấy, chỉ có mỗi là mấy bà cháu là tự ăn cơm với nhau thôi. Bữa này là bữa thứ hai mà cháu được ngồi ăn cơm tại cái khung nhà mới của nhà em Cương. Nên bây giờ thì mấy anh em sẽ ăn cơm đó cô bác ạ. Khung này thì cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm nữa. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng là em Cương với lại bà đã ăn cơm xong rồi cô bác. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ lại phải di chuyển là đi về rồi cô bác. Đấy, bây giờ thì trời cũng đã gần 8 giờ rồi. Đấy, có lẽ là bây giờ các bác có thể là đang theo dõi cái thước phim mà cháu Lực đang phát sóng trực tiếp đây. Đấy, nhưng mà hôm nay thì do là ở chỗ này không có mạng nên là cháu Lực không có vào theo dõi trực tiếp được có bao nhiêu các bác đang xem.
Sương mù thì đến ban đêm ấy thì có sương mù rất là nhiều đúng không bác, và rất là lạnh nữa. Chỗ trên nhà em Sử thì ở trên cao hơn, còn chỗ nhà em Cương thì ở thấp thấp hơn một chút thì cũng đỡ, chứ nếu mà để mà lạnh trên nhà của em Sử lại lạnh 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 hơn. Hôm nay thì Hải Trấn Lực cũng đã hoàn tất cái công việc mà cuối cùng ở trên nhà của em Cương rồi cô bác. Hãy có những cái vấn đề gì sai sót thì các bác có thể là điện cho Lực để mà nhắc nhở cho Lực, là nhắc nhở cho Lực để mà thức phim sau thì cho Lực sẽ sửa đổi cô bác nhá. Hôm nay thì bây giờ thì cũng khá là tối rồi, chắc là cho Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác, và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video, và cảm ơn tất cả các mạnh thường quân trong thời gian qua đã đồng hành cùng với cháu Lực để mà giúp đỡ được cho em Cương với lại bà có một cái ngôi nhà khang trang và ấm cúng hơn. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được nói hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào cô bác. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.